Mỗi ngày, Trung tâm Y tế thành phố Đồng Xoài thực hiện từ 5 đến 6 chuyến xe chuyên dụng đón người từ vùng dịch về thành phố Đồng Xoài và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Từ đầu tháng 10 đến nay, đã có hàng ngàn người từ các tỉnh có dịch COVID-19 thuộc mức độ 1 và 2 về thành phố Đồng Xoài. Hiện thành phố đang thực hiện cách ly tập trung gần 200 người và cách ly tại nhà nơi lưu trú gần 250 người. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều ca mắc mới, trong đó có những ca đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Để đảm bảo phòng chống dịch cho thành phố Đồng Xoài, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch thành phố đã chỉ đạo các xã phường giám sát chặt các trường hợp cách ly tại nhà và cho các trường hợp tiêm đủ 2 mũi vaccine ký cam kết tự theo dõi sức khỏe trong thời gian quy định, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm để tầm soát COVID-19, không để lây lan trong cộng đồng.